Ôi cái cây này nhìn cái mặt nào cũng phê đơn trời. Ồ cái bên này cái cốt này cái hướng này lực cái gây làm gì? Thì cái cây này thì được cái chỗ nhà vườn mình thông tin đó là nó đang nằm bồn nha cả nhà, đang nằm bồn của một cái nhà vườn rồi chỗ anh Di có cái duyên mình đem về được thì coi như là lật cái bồn ra thôi chứ cũng không có bứng gì tên cả nhà. Thì cô chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Hiện tại em đang có mặt tại nhà vườn của anh Duy á, tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng chiêm ngưỡng một siêu phẩm mai vàng ha, và những cái cây bonsai tại nhà vườn của anh Duy ha cả nhà. Thì cô chú anh chị mình đang thấy trước mắt của em là một cái cây mai vàng, phải nói là cực kỳ là đẹp luôn ha, rất là cổ luôn cả nhà. Cây này cả nhà mình có thể chơi tàn và có thể là giật lại bonsai, phải nói là tuyệt vời luôn. Những cái hàng này thì bây giờ thuộc cái dạng là phải nói là cực hiếm nha cả nhà, cây rất là lớn nha, nó là hàng này phải nói là cực hiếm luôn. Thì chung thì cũng được ma, cũng rất là may mắn ha, được anh Duy ảnh nhờ quay. Thì hôm nay quay cho cả nhà mình xem, coi như là cái này là dạng cũng như là có thể gọi bằng cũ rồi ha cả nhà, to lắm, cây lớn lắm cả nhà. Cái cây này mình hoành được nhiêu hả anh Duy? 90 chín mấy ha. Ở đây sẵn em nhờ anh chủ lại đứng gần với cây mai coi cho cô chú anh chị mình thấy cái chặn cỡ nào ha. Đâu anh vợ gốc mai sẵn em chụp tấm hình làm nền luôn hả anh Duy. Ôi nó bự, hối thần luôn. Rồi, thì cái cây này thí dụ như em quay kênh em rồi có cô chú anh chị nào mà có hướng giao lưu mình vẫn có giao lưu luôn chứ hả anh Duy? Đây lấy cái mặt nào mặt tiền đẹp ta, theo như anh nghiên cứu thường mặt này ha. Ôi quá trớn, cái cây phải nói là siêu phẩm luôn cả nhà, lâu lắm rồi mới gặp được cái cây mai vàng. Tại cái cây này nó có hai đường chơi cô chú anh chị, hai cái đường chơi. Cái này mình giật bonsai thì phải nói là cực kỳ đẹp rồi, để tàn thì cũng quá ok luôn ha. Cái này thì mình cho nó là 90 đi ha. Anh có kéo dây đo không anh Di? Hôm đó có đo rồi ha. Cái cây này thì bốn mặt đều đẹp hết nha cả nhà, bốn mặt đều đẹp hết. Bông sao ta, bông của nó chắc những cây cổ này kiếm cái cây bông mà từ 8 cánh đổ lên hơi ít. Rồi cô chú anh chị mình thấy nhìn cái dàn trà của nó nè, phải nói là quá trời đẹp luôn. Thì cây này hiện tại chắc cao tầm khoảng 3 mét mấy. Ôi cái cây này nhìn cái mặt nào cũng phê trơn trời. Ồ cái bên này cái cốt này cái hướng này lực cái gây làm gì? Thì cái cây này thì được cái chỗ nhà vườn mình thông tin đó là nó đang nằm bồn nha cả nhà, đang nằm bồn của một cái nhà vườn rồi chỗ anh Di có cái duyên mình đem về được thì coi như là lật cái bồn ra thôi chứ cũng không có bứng gì tên cả nhà. Thì cô chú anh chị mình thấy những cái cây mai, những cái đầu này thì hồi xưa là người ta có cái dấu bứng hết nè, đang nằm bồn, cái rễ mồi nè. Thì cái này mình thí dụ như mình có duyên mình đem về được thì cũng an tâm ha. Và cây này là đang cực kỳ là mạnh luôn nha cả nhà, chỗ anh Duy nói nó đang rất là mạnh luôn. Bự dữ rồi. Nhìn đá thiệt chứ. Cái này mà anh em nào có điều kiện mình đem về giật bonsai cho em coi thử cái, cho em đá ghiền chứ. Em không có điều kiện, nhưng mà có anh em nào có điều kiện mua về chừng nào giật cho em coi cái cho em đã. Này mặt nào cũng đẹp nha cả nhà. Nói chung á thì cái cộng đế nó mặt nào anh coi cái vách mặt nào cũng đẹp, bốn mặt đều đẹp hết. Cốt cành thì nó quá phê rồi. Những cái cây ví dụ như cả nhà mình giờ mình nuôi cốt á, theo bây giờ là nuôi cốt mình thúc đồ thì cành nó vẫn có thể là lớn cốt như thế này, nhưng mà cái độ già thì cả nhà mình phải chờ cái thời gian thôi chứ không có cách nào khác. Được cái cây mà độ già như thế này phải nói là tính dạng như đời này sang đời nọ ha, giờ đời ông nội trồng rồi cháu hưởng hay sao chứ, quá là đã luôn. Thì em xin nhắc lại cái địa chỉ của cái nhà vườn anh Duy là tại xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Thì cô chú anh chị mình có điều kiện thì đi ngang thì ghé chỗ
vườn của anh Duy để mình chiêm ngưỡng cái tác phẩm mai này ha. Phải nói là phê luôn cả nhà. Ồ cái dách này nó đẹp anh Duy. Đều. Mà cái hướng này nó lực. Hướng này nhìn cái đế hết biết không có cái sẹo nào luôn. Có sẹo nào trơn. Ồ nó đã, gì đâu đã nè. Này về lên cái bồn chơi ha. Này kiểu như ai có điều kiện về cắt giật cái cho ông coi thử cái cho đã cái. Đẹp. Quá phê. Rồi thì bên cạnh đó nhà vườn mình có một số cây bonsai, nguyệt quế rồi này nọ quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình luôn. Ví dụ như mình có thích thì mình liên hệ chỗ nhà vườn anh Duy ha. Ủa cây này cũng quá trời lớn hả anh Duy? Hơn mét luôn. Bự quá trời mà hơn một mét mà cây cái cao cao một cốt nha cả nhà. Thánh thần ơi. Hết biết vậy. Thì tất cả những các cây thì bên nhà vườn mình đều có giao lưu ha. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp chỗ nhà vườn. Ở đây những cây nói thẳng là cũng kha khá tiền nên cả nhà mình cứ liên hệ nhà vườn đi. Em không có nắm được cái giá đâu. Cây này thì cao tầm khoảng 4 mét ha. Thì cái hoành thân nó tầm khoảng mét quanh. Thì con bên nhà vườn anh Duy có những cái hàng là mình chơi chơi tàn ha, chơi bóng mát, rồi những hàng bonsai bên kia hồi em sẽ quay cho cả nhà xem. Như bên kia cũng có một cây cũng khá là lớn đó cả nhà. Ví dụ mình chơi bóng mát như cái cây hướng xa xa đó, cây đó chắc cũng tầm cả mét hoành hết anh Duy. Cả mét hoành ạ. À. Những cái hàng này bây giờ phải nói là hàng cũng cực hiếm cả nhà. Tại vì những cái cây mai vàng rồi những cây nguyệt quế là những cái cây mà rất là lâu lớn. Mà để được sở hữu những cây như thế này thì phải nói là cực kỳ lâu luôn ha. Cây này thì dàn cành nó quá là đẹp à. Tuyệt vời chứ. Nguyệt quế được cái cả nhà, khi mà cái cây nó già rồi, những cái da nó bong tróc ra nhìn cái thân nó trắng nhìn đẹp lắm. Rồi, bắt đầu hôm qua cánh bên này để quay cho cả nhà mình cùng ngắm những cái cây nguyệt quế bonsai của vườn ha. Ồ có cái cây này nãy giờ không để ý có cái cây này. À, y như cây tùng Nhật ha. Cái này trồng sân hết ý à. Này thông thường bên Nhật mấy nhà người ta có trồng ngang cái cổng rồi ha anh Duy. Đó đó anh đó. Thấy chưa? Cả nhà mình thấy cái bệ đế chưa? Lớn á. Anh lại bợ thử cái gốc nó tầm khoảng nhiêu anh Duy? Giữ dần dần như vậy. Đó. Wow. Quá đã cả nhà. Đây chưa? Em mà tính đồ nguyệt quế mà thấy mấy cây này là phê. Phê. Cái này là anh lắp lại nha cả nhà, nhưng mà khi cô chú anh chị mình đem về mình khai thác cái đế ra thì cái đế nó dữ lắm, nhìn cái cốt đế là nó biết bên dưới nó phải nó tuyệt vời à. Cây cả mét hoành trên mét hoành ha. Sửa cái dáng này giống giống cây của mình Nhật thiệt nha. Này trồng cổng đó là hết sảy ạ. À. Thường lắm cả nhà. Rồi, còn những cây bonsai bên nhà vườn của anh Duy nè. Đây, những cây này cũng lớn hoành lắm cô chú anh chị. Những cái chi cành đồ bên nhà vườn của anh Duy đã đánh ra tỉ mỉ hết rồi. Những này về chỉ có dù cô chú anh chị mình có cái nhu cầu á, mình đem về thì chủ yếu là chơi thôi. Những cây nguyệt quế cả nhà, khi mà cái giai đoạn đầu thì nó hơi cực, nhưng mà khi nó đã tạo bông tán như thế này rồi thì rất là dễ chăm ha. Cả nhà mình cứ cho nó ăn phân đều đều, nó tốt dữ lắm, tốt. Nhà mình chỉ tưới cái phân á cả nhà. Mình nắm một nắm phân 30 10 10 chọi vô là nó xanh cảo luôn ha. Đây cũng một cây khá to. Đã chưa? Chung lâu lắm á, do công việc trước em cũng hay ghé chỗ vườn anh Duy. Nhưng mà lâu lắm rồi cái công việc nhiều quá nên không tới vườn của anh Duy để chơi. Hôm nay vô thấy cũng nhiều cái cây cũng bất ngờ cả nhà. Thì biết là trước giờ chỗ vườn của anh Duy là chơi những cái hàng lớn này nhiều lắm. Quế ha, thì đây là đa phần chỗ em là quế lá sắn bông chùm, lá nhỏ với lá trung. Chứ còn cái hàng mà quế lá lớn thì đây ít lắm. Lá lớn kiểu như cánh miền miền Đông, miền Trung rồi cả nhà, quế gừng á.
với rừng thì nó cái lá nó như cái lá chanh vậy. Cái hàng đó thì ít chơi đem về nó rất là dễ bị tuột ha. Thì ở đây có một cây này chắc tầm khoảng 1m2 hoành cả nha, lùng lực ha, hết biết chưa. Ngâu, ở đây có cây ngâu cảnh nữa cả nha. Ngâu này chơi cây cảnh trồng đồi đồ này nọ thì cũng phải phê ạ. Những cái hàng này nhiều khi cả nhà mình đi không để ý, nhưng mà khi mà cần kiếm không có cả nha. Những cái hàng mà mình cần để trồng những cái sân vườn đồ này nọ thì kiếm không ra đó. Hồ cây này trồng làm ba dài có 4 mét ạ. Ngâu ha. Đây, có cây quế lùng mà. Lùng lực thương ghê chưa. Khi mà cô chú anh chị mình đã đam mê về cái cây bonsai rồi, cây bonsai nói chung là cây mai vàng nói riêng ha, thì nhiều khi trong túi mình có tiền vậy chứ mình không đã bằng có cái cây cả nha. Khi có túi có tiền bún bỉnh chứ mà cái sân mà trống lỏng nhìn nó không đã. Có được cây đẹp rồi ra chiều ra ngắm ngắm rồi ha, tiền ít chút cũng được, đừng thiếu nợ nhiều quá được rồi. Chứ làm gì thì làm cây làm cối thì đa phần thì mấy anh em nào đam mê quá thì cũng có thiếu nợ sức đỉnh. Nhưng mà có tiền mà không có cây nó buồn lắm. Cây phê ha. Bên này có một cái cây tùng Đài Loan hả anh Duy? Đài Loan. Trái hả? Ừ, nè. Ở hổng đợt rồi nó à, lắm. Vậy này nó ra đọt rồi nó ra trái nữa nè. Dạ dạ. Trái mỗi đọt thôi. Ồ. Đợt rồi trái khủng khiếp. Thì những anh em nào chơi bonsai thì cũng biết giai đoạn gần đây thì coi như là cây tùng phải nói là nó sốt luôn cả nhà. Đó, ví dụ như mình chơi tùng thì nó thiên về phong thủy ha. Thì có một cây tùng trong nhà coi như là mần ăn nó kiểu như nó thịnh vượng hơn vậy đó. Cái quan niệm vậy nên giai đoạn gần đây tùng nó coi như nó sốt cả nhà. Như năm nay đi bán chợ cái cây mai vàng cây này cây nọ bán ế, nhưng mà cái cây tùng nếu như có cây tùng là bán là chạy ha. Rất là đẹp ha. Cây này cây tùng Đài Loan zin nha cả nhà. Cái dòng này thì hiện tại thì nó cũng đang giá rất là cao. Nó sau này nó có ghép với lại cái tùng kim cương đột đỏ đồ này nọ cả nhà. Cái loại tùng Đài Loan này thì nó hợp với cái nhựa của cái loại đó. Nên mình ghép vô nó cũng mau phát ha. Còn chơi cây riêng này cũng khá là ok luôn. Đẹp ha. Cả nhà mình thấy cây phê ha. Rồi thêm cái nữa thì bên nhà vườn của anh Duy có làm cái đồi. Cái đồi chiếu thủy này thì nhìn nó lạ lắm cả nhà. Nhìn nó ngộ lắm. Nhìn vô thấy ghê quá. Ghê là cả nhà mình thấy kiểu như nó quyền bí nó làm sao á. À, anh làm kìa. Cái này thì nhân tạo nha cả nhà. Coi như mình lấy cái gì mình tròn tròn á mình đục vô, rồi mình lấy keo liền xẹo cái mình trét vô ha. Thì thời gian nó sẽ được những cái hình hài như thế này. Đây là hai cái đồi chiếu thủy bên nhà vườn của anh Duy nè, cực kỳ lạ ha. Ngộ lắm. Lớn lắm nha cả nhà, lớn lắm. Bên Duy chơi hàng khủng không à. Như cái bệ này thì nó dài chắc khoảng 1m7 ha, 1m7. Này tầm khoảng 1m3 nè. Lạ chưa? Ồ, bên này cũng còn mấy cái cây nguyệt quế lớn nè. Không thấy chứ. Rồi, nói chung là nguyệt quế là rất là nhiều luôn. Còn những cái chiếu thủy ở vườn nhà đó thì cả nhà mình có cái nhu cầu loại nào thì alo chỗ anh Duy, hoặc là mình có dịp đi ngang ghé nhà vườn mình tham quan ha. Đang giao lưu với nhà vườn. Để em quay lại cây mai đi. Nói chung thì những cái khách hàng ở những cái cô chú anh chị mà đăng ký cái kênh em thì đa phần thì chơi mai là nhiều. Quay cho cô chú anh chị mình ngắm lại một lần nữa cái siêu phẩm mai vàng ha. Nó là tuyệt vời luôn. Đã lắm đã. Vô cận cảnh cho cả nhà xem cái cốt nè. Thấy ghê chưa. Oh.
Nói chung đã đam mê rồi cả nhà, đam mê rồi mình mới hiểu được cái cảm giác như của em lúc này cả nhà. Thấy cái cây cái ước ao á. Đã lắm, đã phê lắm, phê. Cái này về làm cái bồn ha cả nhà, mình trộn rễ dừa mục nè, đất ủ quay ha, rồi xíu sơ dừa thôi. Mình nếu như xuống bồn mình đừng có xài sơ dừa nhiều, chủ yếu cho có ít cho nó giữ ẩm được. Rễ dừa mục dưới đất là chủ đạo ha, nuôi cái cây nó phát triển rất là ok ha. Rồi thì thôi em xin kết thúc cái clip tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh ha. Thì cô chú anh chị mình có cái nhu cầu về những cây mai lớn, những cây nguyệt quế lớn á, thì liên hệ trực tiếp chỗ nhà vườn của anh Di. Số điện thoại em sẽ để bên dưới phần tiêu đề để chúng ta tiện liên hệ ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay. Chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà.